những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ lớn hơn thường lệ cho Kiev. Chính tại Việt Nga thừa nhận sự thật khó chịu về các lệnh trừng phạt, nên kinh tế Nga bị tổn thương quá lớn. Giới chuyên gia tự tin cuộc chiến ở Ukraine sẽ thay đổi lớn khi gói viện trợ của Mỹ cập bến Kiev. Nước NATO bật đèn xanh dàn vũ khí hủy diệt của Mỹ áp sát sân Nga. Moscow, Nhà Ý đối thoại rút quân. Khoảnh khắc pháo HIMARS tập kích thiêu rụi trận địa phòng không S-400 của Nga. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, Politico đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dựa trên đề xuất sẽ phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung tại Quốc hội, chuẩn bị cung cấp một gói hỗ trợ quân sự lớn hơn bình thường cho Kiev. Theo Politico, gói viện trợ quân sự trong tương lai cho Ukraine vẫn chưa được chốt chính thức, nhưng nó dự kiến sẽ lớn hơn đáng kể so với đợt 300 triệu USD cuối cùng được phân bổ vào tháng 3 như một biện pháp khẩn cấp. Các nguồn tin chỉ ra rằng gói mới sẽ bao gồm các xe bọc thép, đặc biệt là xe chiến đấu Bradley, xe bọc thép chở quân Humvees và M113, cũng như tên lửa, pháo binh và thiết bị phòng không. Lãnh đạo phe đa số đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ, Chuck Schumer cho biết, Thượng viện sẽ bỏ phiếu về dự luật vào thứ Ba ngày 23 tháng 4. Một thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ, đảng viên đảng Dân Chủ Bill Keating, trong chuyến thăm Kiev, nói rằng cái hỗ trợ quân sự mới sau quyết định của Quốc hội sẽ đến nhanh hơn mọi người nghĩ. Giới tại Việt Nga thừa nhận sự thật khó chịu về các lệnh trừng phạt, nên kinh tế Nga bị tổn thương quá lớn. Các nhà tài việt Điện Kremlin đang thừa nhận rằng do các lệnh trừng phạt, nền kinh tế Nga ngày càng thua lỗ nhiều hơn và trở thành nơi phụ thuộc về nguyên liệu thô của Trung Quốc. Truyền thông phương Tây tiếp tục bàn tán về tiết lộ của nhà tài việt Nga Botanin, chủ sở hữu tập đoàn luyện kim khổng lồ Norilsk Nickel, người vừa phàn nàn về các lệnh trừng phạt đau đớn của phương Tây. Trước đó, Điện Kremlin phủ nhận việc họ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga, nhưng ông Botanin quyết định nói về tình hình thực tế. Theo nhà tài việt Nga, do lệnh trừng phạt, công ty luyện kim của ông sẽ phải trả nợ gấp 3-4 lần so với 3 hoặc 4 năm trước. Khó khăn trong việc ký kết các giao dịch, buộc Norilsk Nickel phải trả khoản hoa hồng khổng lồ cho người trung gian với số tiền từ 5-7%. Colin Hamilton, nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Market, đã chỉ ra rằng quyết định đóng cửa một nhà máy luyện kim ở Nga và xây dựng nhà máy mới ở Trung Quốc của Norilsk thể hiện một sự thay đổi hơn nữa đối với đồng của Nga, phải cơ bản là nguồn cung gần như phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường sự tự lực của Trung Quốc. Trên thực tế, Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc như một nguồn cung cấp nguyên liệu phụ. Cựu quan chức Ngân hàng Trung ương Nga Alexander Prokopenko cho biết, những lời phàn nàn của Botanin về chi phí của các biện pháp trừng phạt phản ánh mối lo ngại lớn hơn của Moscow về áp lực của Mỹ đối với các ngân hàng làm ăn với Nga. Bà khẳng định, các biện pháp trừng phạt tài chính là một nút thắt. Luật pháp Trung Quốc có nghĩa là chuỗi này không phải có 2 mà là từ 3 đến 5 ngân hàng. Ông Botanin cho biết, vai trò thống trị của Trung Quốc trong tiêu thụ kim loại chiếm hơn một nửa thương mại đồng và nickel toàn cầu. Có nghĩa là các nhà sản xuất Nga đã phụ thuộc rất nhiều vào khách hàng lớn nhất của họ. Ông lưu ý, sự phụ thuộc này ngày càng gia tăng cùng với áp lực trừng phạt, không có lối thoát khỏi điều này. Nhưng nếu chúng ta hội nhập nhiều hơn vào nền kinh tế Trung Quốc, chúng ta sẽ được bảo vệ nhiều hơn nếu không có nó. Cuộc phỏng vấn của ông Botanin diễn ra ngay sau khi Mỹ và Anh thực hiện bước đi nghiêm túc nhất nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với kim loại của Nga, cấm giao dịch đồng, nickel và nhôm trên sàn giao dịch kim loại London và sàn giao dịch hàng hóa Chicago. Ông Botanin tin rằng các biện pháp trừng phạt này có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực trước đây của Norilsk nhằm mở rộng xuất khẩu nickel sang người tiêu dùng phương Tây, bao gồm cả việc xây dựng một nhà máy ở Phần Lan cùng với công ty BASF của Đức. Giới chuyên gia tự tin cuộc chiến ở Ukraine sẽ thay đổi lớn khi gói viện trợ của Mỹ cập bến Kiev. Giới chuyên gia không kỳ vọng
Ukraine có thể lật ngược tình thế trên chiến trường trong năm 2024. The Guardian cho biết, Nga đã có thể củng cố vị thế của mình trong cuộc chiến kể từ khi viện trợ quân sự của Mỹ gần như cạn kiệt vào cuối năm ngoái, dẫn đến tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng trong lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 4, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ được chờ đợi từ lâu dành cho Ukraine. Dự kiến sẽ có một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện vào thứ Ba và gói hàng đầu tiên có thể được gửi đi ngay sau đó. Ngoài ra, kho đạn dược đã được dự trữ ở châu Âu và có thể được vận chuyển trong vòng 1 hoặc 2 tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng sẽ phải mất một thời gian nữa mới thấy được sự khác biệt. Theo ấn phẩm, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu Ben Hodges cho biết có thể phải mất vài tuần nữa chúng ta mới thấy được tác động đáng kể trên chiến trường. Và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo hôm Chủ nhật rằng Nga có thể cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vội vàng và tiến hành các cuộc không kích mới để củng cố lợi thế của họ ở mặt trận phía đông. Nga cũng đang tăng chi tiêu quốc phòng, theo một số ước tính, lên tới 7,5% GDP và đổi mới trên chiến trường. Moscow ngày càng sử dụng nhiều bom hơi để tiêu diệt tiền tuyến từ những khoảng cách mà Kiev không thể vượt qua, đồng thời sử dụng số lượng máy bay không người lái ngày càng nhiều. Nga cũng có lợi thế về nhân lực trên chiến trường, có thể sử dụng cùng với vũ khí hạng nặng. Theo The Guardian, giới chuyên gia không kỳ vọng Ukraine có thể lật ngược tình thế trên chiến trường trong năm 2024. Matthew Savin thuộc Tổ chức Nghiên cứu Quân sự Grossi cho biết, điều quan trọng là khoản tài trợ này có khả năng giúp ổn định vị thế của Ukraine trong năm nay và bắt đầu chuẩn bị cho các chiến dịch trong năm 2025. Còn tướng Hodges cho rằng 2024 có thể sẽ là năm cạnh tranh công nghiệp khi cả hai bên đều cố gắng dự trữ nguồn lực nhằm tung ra đòn quyết định vào năm tới. Theo các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, quân đội Ukraine có thể phải chịu thêm những thất bại trong những tuần tới trong khi chờ đợi sự hỗ trợ an ninh của Mỹ, nhưng có thể sẽ làm giảm bớt cuộc tấn công hiện tại của Nga nếu viện trợ của Mỹ đến nhanh chóng hơn. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg lưu ý rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine nghỉ ngơi được một chút trên chiến trường, mặc dù bản thân điều này khó có thể thay đổi cục diện cuộc chiến. Nước NATO bật đèn xanh, dàn vũ khí hủy diệt của Mỹ áp sát sườn Nga, Moscow nhả ý đối thoại rút quân. Tổng thống Andrzej Duda vào ngày 22 tháng 4 cho biết Ba Lan sẵn sàng trang bị vũ khí hạt nhân, loại vũ khí mạnh ở mức độ hủy diệt trên lãnh thổ nếu NATO quyết định củng cố sườn phía đông của nước này. Ông Duda cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Fox rằng Nga đang ngày càng quân sự hóa. Gần đây họ đã chuyển vũ khí hạt nhân sang Belarus. Nếu các đồng minh quyết định triển khai vũ khí hạt nhân như một phần của việc chia sẻ hạt nhân trên lãnh thổ nhằm tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO, thì chúng tôi sẵn sàng cho điều đó. Tôi đã nói về điều này nhiều lần rồi. Tôi phải thừa nhận rằng, khi được hỏi về điều đó, tôi tuyên bố Ba Lan đã sẵn sàng. Tổng thống Duda tiết lộ thêm, các cuộc thảo luận về hợp tác hạt nhân giữa Ba Lan và Mỹ đã diễn ra được một thời gian. Ông nhấn mạnh rằng, với tư cách là thành viên NATO, Ba Lan có một số nghĩa vụ nhất định và về phương diện này, Ba Lan chỉ đơn giản thực hiện một chính sách chung. Ba Lan hiện cũng là thành viên NATO ủng hộ lập trường của Ukraine trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga. Nước này có chung đường biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và với Belarus, đồng minh của Moscow. Theo kế hoạch chia sẻ hạt nhân của NATO, Mỹ được phép bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên chưa sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ hiện đã trang bị vũ khí hạt nhân tại 5 thành viên NATO gồm Mỹ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Ở một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel One ngày 22 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh Moscow ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Peskov nói, không có sáng kiến hòa bình mới nào cả, chỉ có một tuyên bố về sự sẵn sàng của Nga đối với một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine. Đó không phải là một sáng kiến, đó là một tuyên bố về quan điểm nhất quán của Tổng thống Putin. Mặt khác, ông nhấn mạnh, Ukraine đã bác bỏ khả năng đàm phán với Nga và đến nay chưa có sự thay đổi về vấn đề này. Do vậy, hiện tại, Nga vẫn phải tiếp tục cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba, các cuộc đàm phán hòa bình đã bị đình trệ kể từ tháng 3 năm 2022. Hai bên khẳng định vẫn để ngỏ đàm phán,
nhưng đều giữ quan điểm rằng mọi cuộc hòa đàm phải dựa trên yêu cầu của mình. Khoảnh khắc pháo HIMARS tập kích, thiêu rụi trận địa phòng không S-400 của Nga. Ukraine dùng pháo HIMARS tập kích vị trí đặt radar và đài chỉ huy của hệ thống phòng không, được cho là S-400 của Nga. Vụ tập kích đã khiến radar bị phá hủy. Video đăng trên mạng xã hội ngày 21 tháng 4 cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát Ukraine phát hiện đài chỉ huy di động và radar điều khiển khoảnh lực của tổ hợp phòng không, được cho là dòng S-400 của Nga, cùng một số phương tiện đang ở trạng thái chiến đấu trên cánh đồng tại miền đông Ukraine. Không rõ các xe bị phóng của tổ hợp phòng không ở đâu, song chúng dường như đã được phân tán, cất giấu ở chỗ khác. UAV Ukraine sau đó chuyển tọa độ mục tiêu về trung tâm chỉ huy để tiến hành đòn tập kích. Dựa trên video, giới chuyên gia nhận định lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo phản lực HIMARS do Mỹ chuyển giao để khai hỏa rocket phóng loạt dẫn đường GMLRS chứa đạn chùm trong cuộc tấn công. Ít nhất 4 quả rocket đã phát nổ phía trên hoặc gần vị trí đặt radar của tổ hợp phòng không Nga và các phương tiện gần đó. Các quả đạn còn từ rocket đã đánh trúng các khí tài này, tạo ra vụ nổ lớn và cột khói bốc cao lên bầu trời. Militsyny, cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine, nhận định khí tài của đối phương đã bị hư hại nghiêm trọng. Một số thiết bị như radar có thể đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai trong một tuần Ukraine tập kích thành công các hệ thống phòng không hiện đại của Nga. Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine CUA vào hôm 17 tháng 4 tuyên bố đã tập kích sân bay Sankai ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, khiến 4 bệ phóng S-400 bị hư hại nghiêm trọng. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội trước đó cũng cho thấy ít nhất 3 bệ phóng S-400 bị phá hủy. Mỹ viện trợ pháo phản lực HIMARS cho Ukraine từ cuối năm 2022 với tổng cộng 39 xe phóng đã được chuyển giao. Chúng nhanh chóng chứng tỏ giá trị khi nhiều lần được Kiev sử dụng để tập kích, phá hủy các khí tài quan trọng của đối phương trên tiền tuyến. Hệ thống pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS của Mỹ được đánh giá là một trong những loại vũ khí phóng loạt nguy hiểm nhất hiện nay. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.